Xin chào quý vị và các bạn. Đến với vụ án bưu điện Cọc Voi hôm nay, Diễm TTC xin gửi đến quý vị và các bạn cuộc tọa đàm của các chú cựu chiến binh gồm giảng viên Đại học Hoàng Anh Khiêm, chú cựu chiến binh Hà Huy Hoàng, chú Phan Thành Quyến, chú Đào Thanh Sơn, chú Lâm Thanh Bình và chú Đỗ Hoàng Long, chú Việt Hùng. Nội dung buổi tọa đàm hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ưu tiên bác Khiêm ơi. Ưu tiên bác Khiêm mới chưa? Đúng rồi, cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Khiêm. Rồi, bây giờ có nghe thấy giọng tôi không? Yeah, anh phát pháo đầu tiên. Tôi sẽ đọc cái bài thơ mà tôi vừa mới đăng sáng nay này. Bài thơ viết lâu rồi nhưng mà mới đăng sáng nay. Rồi, em cũng tới hôm nay bác mở màn đi. Im lặng là phải nói. Nghe tiếng ngon thôi. Bài thơ là im lặng là tội ác. Tôi đọc nhé. Tôi biết, anh biết. Vậy mà im tin thít. Nghe heo tế chờ đến ngày mần thịt. Anh một bầy kiều nhìn chó sói nhen anh. Pháp đình nhãn oan. Chúng giả điếc giả câm. Bí mật quốc gia. Bóng tối thế lực ngầm. Rồi hồ sơ AK sẽ vén màn sự thật. Vẻ lũ quan tham toan tính điều còn mất. Ích kỷ cầu an tụng chết luận bày đàn. Và sau hết những kẻ giết người cũng biết. Diệt khẩu giết người đã hơn 10 xác chết. Cả công tố công an hay nhà báo liên quan. Ám anh cả tâm linh thao án rất mờ. Cái ác sẽ đăng quang, bước tiệc máu sắp tàn. Chính nhận xã hội cha hay lương chi phán quyết. Dù mình người kia, không biết rồi cũng chết. Cùng cớ đời con, thân xác dũng trong mộ. Linh hồn bị giam trong một tối mịt mù. Lời rủa ngàn năm sau vọng lại. Con cháu ông đời phải sống trong sợ hãi, trong tủi nhục ê chè, hay điên dại giữa u mê. Thì có một cái tết trên mạng xã hội đấy. Anh bạn tôi là giám đốc của First New Chí Việt, Nguyễn Phước. Anh ơi, tôi nói thế này. Cái vụ án Cầu Voi ấy, vụ án của Cầu Voi bất ngờ, không khéo sẽ trở thành đại kỳ án. Có nhiều người tham gia giết người nhiều nhất. Vụ án sẽ còn đậm đặc tới mãi sau này, có lẽ hàng ngàn năm. Thì cái bài im lặng là tội ác nha, tôi xin mở màn. Mà chúng ta không im lặng, nhất là ông Phan Thành Quyến và ông Phương Giá thì kinh quá. Ông chửi không tiếc lời. tôi thương thay thêm một lời. Tôi thì tội lỗi của y đấy thì để cho tâm linh nó hóa giải. Bởi vì tôi đã đi nghe lời, tôi là cũng biết rồi cũng chết. Của cả chết rồi có mang đi được đâu. 7-8 căn nhà lầu thì trở thành là lăng mộ, dòng họ. Mà con cháu là nó xấu hổ. Nó sợ hãi, nó tủi nhục. Nó điên dại, nó tật nguyền gì đó. Đấy là cái giá phải trả của chúng ta về. Của chúng ta về. Là cái đám tập đoàn tội ác của con. Thế còn cái những cái động thái của tứ trụ của quốc hội mới thì tôi thấy có nhiều điều bất thường. Lẽ ra trước cái vụ án quyết định 05 đấy của Nguyễn Hòa Bình đấy bị cả 97 triệu dân phản đối quyết liệt lên án dùng nguyên rủa, nhưng Nguyễn Hòa Bình thì vẫn cứ thản nhiên. Và Bộ Chính trị thì lại bầu Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy. Nguyễn Hòa Bình vốn là cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng trong năm nhất. Thế và chắc là cũng là có cái mối quan hệ rất là rộng rãi trong Bộ Chính trị, trong Ủy ban Trung ương Đảng, Quốc hội. Chính cái chức là tránh án toán nhân dân tối cao đấy, thì lúc nào mình bơ vơ không biết là theo phương nào, vào ban bí thư hay là vào cái công quyền của ông Chính, phó thủ tướng. Thì Nguyễn Xuân Phúc lại là đề cử chính thức, một mình Nguyễn Xuân Phúc đề cử ông nghe vào cái chức gọi là tránh án toán nhân dân tối cao. Thế như vậy là cái ác vẫn đang được dung dưỡng, vẫn đang được bao che. Chúng ta không thể nói cái chuyện gì khác được. Bởi vì Quốc hội ấy, ông Huệ chưa lên tiếng. Rồi bà Nga, ông Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân, ông Dũng cũng phát biểu ra rác thôi. Và ông Nhưỡng im lặng. Ông nghe nghĩ viện cảnh sát nhân dân tối cao cũng có điều cầu quẩy vào điều tra cái nhân chứng ngoại phạm cho Hồ Duy Hải ở dưới ấp 1, ấp 5 xã Nhị Thành. Nhưng mà sau đó thì Bộ Công an cũng vào cuộc. Bộ Công an là không có quyền tham gia tố tụng nữa, mất quyền điều tra rồi. Thế nhưng mà vẫn cứ vào và quấy nhiễu, gây hoang mang trong cái dân chúng của cái ấp Nhị Thành, à, ấp 1 Nhị Thành. Như thế là Bộ Công an đâm nhúng quá sâu vào cái vụ án thế kỷ này. Và hầu như tất cả những nhân vật chủ chốt đấy đều xuất thân từ Bộ Công an cả. Cho nên là tôi có viết một cái status là thanh kiếm và lá chắn. Mà tôi bảo đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, muốn làm nó trở là con dao hai lưỡi. Thì khi mà đó đã con là tôi có chuyện là chính trị thì thế sự là rất là trong thời ngoài thì thế ngoại xâm, bên trong là thế lực nội thành, nó kết hợp với là giới tư pháp công quyền, kết hợp với xã hội đen, nó làm cho đẹp thế là hết sức là đen tối bê tắc. Thì tôi khuyên bà Loan đấy, rồi khuyên luật sư Phong đấy, là bây giờ là phải làm cái đơn kiện đó ra. Cái công an hay là cái ban chuyên án Long An đấy, người cha rồi truy tố xét xử một người vô tội hoàn toàn. Kết quả Lê Quang Hùng là ra cái bản án trái luật, mà ra bản án trái luật là đồng bá giết người, luật đã quy định như vậy. Thế cho nên là cái việc mà bà Loan chỉ kêu oan, Hải có oan đâu mà kêu, Hải có không có vay đâu mà gây án, mà oan sai. Cho nên là cái mắt ra đây chính là kiện cái ban chuyên án Long An vu khống, truy tố, bắt người, xét xử trái pháp luật một công dân vô tội. Một cái đơn ngắn gọn như vậy thôi. Còn bằng chứng đó là những chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải, Đinh Vũ Thường này, rồi là ba 11 người ở một số như này.
nhất là gia đình của cái bà Tư Lan ấy. Bà Tư Lan nó rất là can đảm, bà nó rất là thẳng thắn. Rất nhiều cái bằng chứng mà chứng minh là ngoại pháp hoàn toàn, không liên quan gì đến bộ cổ vòi. Thế nhưng mà cái ông đó mà lại làm nên tố giác thằng Nguyễn Văn Nghệ làm cái gì? Nhưng đó là chuyện của cơ quan chức năng. Mà làm nên tố cáo cái ban chuyên án lâu rồi. Mở đơn là không phải gửi cho công an Long An hay là Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, mà phải gửi thẳng lên thôi. Ủy ban Tư pháp Quốc hội gửi thẳng lên cái viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi đích danh kiểm sát chủ nhiệm và Ủy ban Tư pháp thì chắc chắn sẽ được hồi đáp. Đây là cao phạm luật phải thụ lý, phải truy tố hay là khởi tố. Nhưng mà bây giờ Trần Phan lại không biết điều này, hoặc là giả vờ không biết, cứ dẫn dắt lòng vòng kêu oan có oan. Ok, tôi là Trần Phan, tôi vẫn rất chắc rồi. Tôi ở gần nhà anh ấy, cách vài trăm mét thôi, ở ngay cái chợ ở Phú Thành này. Nhà anh cũng nhỏ thôi, một trệt một lầu, có chừng là 100 mét vuông thôi, có gắn cái điểm đồng luật sư Trần Hồng Phong. Anh ấy kết bạn với tôi cũng được vài tháng nay, anh Nguyễn Đức vậy. Nhưng mà sau đó thì là không thấy liên lạc nữa. Thế tôi nghĩ vấn đề luật sư của vụ án này có vấn đề. Mà chưa có luật sư nào đấy là ký hợp đồng chính thức mà lại có cái công lực mạnh mẽ, chính trực, kinh nghiệm và có cái sức mạnh nội tâm về pháp luật, sức mạnh về cái bảo vệ, cái nghi lực bảo vệ thì rất là công lý. Còn những ông nói về ngoài như Trần Ông Sĩ chẳng hạn, ông Trần Miêu Linh là ở ngoài thì nó mạnh lắm, nhưng mà vào cuộc thì tôi mới thấy là vấp phải rất nhiều những cái cám dỗ đe dọa hoặc là cái uy hiếp trực tiếp tình mạng đến gia đình vợ con. Tôi nghĩ là cái đồng tiền của văn nam có tăng phát tác dụng rất kỳ vọng, khiến nhiều kẻ bây giờ là há miệng mắc quà. Cục xương này nó chán ngang xong rồi, không khạc ra được mà cũng không nuốt vào được, và hoàn toàn biết hết. Thôi thì tôi cũng phải trông chờ vào cái chuyện là Sơn Minh hóa giải thôi. Quả báo nhãn tiền chúng ta thấy rồi đấy, 13 mạng đã ra đi bất thường. Thế còn cái số phận của Nguyễn Hòa Bình hay là Trương Hòa Bình hay là Lê Quang Hùng hay Trần Thị Nhanh hay Lê Thành Trung như thế nào đấy, chúng ta biết rồi. Bây giờ họ đang sống trong sợ hãi, nhân can đảm hoặc là im lặng, bình thản như không chỉ là sự giả vờ thôi. Chất búa rìu như vậy thì lương tâm là bị cắn rứt, tinh thần bị hành hạ, thể xác thì coi như là ăn không ăn được, chơi không chơi được, và ấp ủ nhiều thứ bệnh phát tác rồi cũng sẽ chết thôi. Mà chết là chết nhục.
có viết một cái status là có nhiều cái chết đúng quy trình, nhưng mà cố gắng đừng để chết ngu, chết trong cái tủi nhục, trong cái tự nguyên rủa của nhân dân, của nhân quyền xã hội này. Đau đớn lắm. Và quan trọng hơn là sống được giải pháp. Tôi thì không duy tâm, nhưng mà tôi tin hoàn toàn vào cái tâm linh và thế giới tâm linh có thật. Con người ta có linh hồn, có nhân quả báo oán. Cho nên là vừa rồi tôi mới viết cái bài là im lặng là tội ác. Im lặng không phải là thờ hay là vô trách nhiệm. Mình im lặng nên là im lặng trước cái chết, im lặng trong sợ hãi. Thì qua cái ý kiến của anh Kim ấy, thì tôi cũng nhất trí với anh. Cái nhận xét của anh thì là rất là đúng, rất là sát với thực tế. Thì rồi trước khi tôi ra tôi xin tặng cho các anh em với cộng đồng bài thơ. Bài thơ này thì đúng ra là viết cái hôm mà bà nội cháu Hải mất. Vì là ức quá coi như là mới mất thì tôi để cái tựa là những kẻ hại gia đình Hải. Ở nơi vùng đất Long An có một phù thủy tên là Ngọc Lan. Phụ nữ sao quá ác gian, dắp tâm hãm hại bà Loan đến cùng. Mụ ta đồng bọn quan hùng, dù ngày mật ngọt tháp tùng đi theo. Dù bà Loan phải nghe theo, đem tiền giao nộp dù nghèo phải đưa. 22 triệu đã đủ chưa, cho một bị hại cũng vừa lòng thôi. Rồi sau đó thật hỡi ôi, đưa luật sư quyết thật tồi giúp cho. Tên luật sư nhận tiền no, đã không cứu giúp chỉ lo hại người. Luật sư làm việc nực cười, không lo gỡ tội hại người bị oan. Giờ mới biết là bọn gian đã đưa Duy Hải tội oan tử hình. Bà nội Hải thấy bất bình, rồi trút hơi thở cháu mình đớn đau. Bà nội mất Hải thương đau, ở trong ngục tối buồn rầu khóc than. Do bọn ác bọn tà gian làm cho Duy Hải nát tan cửa nhà. Giờ bà nội đã đi xa, cháu bà không gặp cũng là số thôi. Bởi loại quỷ nó đã ngồi bên trên pháp luật làm tội cán cân. Nó lo hại nước hại dân, chỉ cần lên chức không cần lương tri. Chui sâu vô đảng làm gì, phá nền tư pháp giết đi lòng người. Bọn này thuộc giống đười ươi, lòng gan dạ sói cúng người có không. Tạo oan án để lập công, thăng quan phú quốc cộng đồng phù quê. Bọn chúng diễn như thằng hề, ai nghe ai thấy tứ bề đều sai. Bọn chúng nó gồm những ai, từ ông chánh án đến điều tra viên. Tất cả bọn chúng vì tiền, vì danh vì lợi chẳng kiêng kỵ gì. Mặc cho nhân thế khinh khi, miễn là sung sướng tiếc gì mạng dân. Bởi thế khi nắm cán cân, đưa ra xét xử chỉ cần lời khai. Điều tra tuy đã có sai, vẫn quyết y án ai ai cũng buồn. Vì tròn ông biến thành vuông, 16 thẩm phán phải luôn cúi đầu. Giờ đây tiếp tục chui sâu vào bộ chính trị làm sầu đảng ta. Vậy mà còn cố đứng ra ứng cử quốc hội thật là mặt chai. Bởi vì sự án oan sai, cộng đồng lên tiếng chê bai rất nhiều. Bởi con người không biết điều, vô tâm vô đạo, lòng nhiều giả tâm. Đảng nhà nước đã sai lầm, đưa tên phản động hại dân vô làm. Nhân dân chỉ biết thở than, khi nào mới được giải oan án này. Giúp người vô tội lâu nay, buộc giam phòng tối sống ngày như đêm. Mất đi cuộc sống êm đềm, mất quyền được sống, ai đền tội oan. Tội nghiệp gia đình bà Loan, giờ thì tay trắng ở than với trời. Mong sao tứ trụ cao vời, xét soi oan án cứu đời hải ra.
nhân dân cả nước ngợi ca. Các vị sáng suốt thật là có tâm, thả cháu Hải lấy lòng dân, xây nền tư pháp toàn dân mong chờ. Đó là bài thơ mà tôi viết là hôm mà bà nội cháu Hải là uất ức mà tắt thở là chết đó. Thì mới do là cái bọn coi như là nguyên cái tập đoàn tập phạm là cái là coi như là cái con mụ là Ngọc Lan là cọ mồi, và đến tên là luật sư là Hai Mang Võ Thành Quyết nó đẩy đưa mà hại gia đình bà Loan coi như là để mà coi như là gài cái tội là cháu Hải là giết người. Rồi do là mấy cái bọn đó là ban chuyên án Long An từ điều tra viên đó, rồi đến đó là tòa án quan phục đó là dài lên là tới coi như là bộ công an. Mà cái thời đó bộ công an thì là lúc đó là ông Nguyễn Hòa Bình là ông làm coi như là có những cơ quan điều tra. Và tôi đánh giá là cái vụ án này là ông Nguyễn Hòa Bình với ông Nguyễn Hòa Bình hai ông là đã coi như là bị đạo cho coi là cái đám điều tra viên cái ban chuyên án của Long An là để mà cố tình cho làm sai lệch vụ án này. Vì nó ngay từ đầu là đã coi như là bắt được hung thủ của Văn Nghị rồi, rồi sau đó 67 ngày sau mới gài là bắt Hồ Duy Hải. Thành ra là cái vụ án này là nó rất là lớn, nó gây ảnh hưởng đến là cái nền chính trị. Vì là nó là ảnh hưởng là cả một cái là hệ thống chính trị gọi là từ là địa phương đến trung ương, nó bao che cũng như là từ là dưới lên trên. Mà cái vụ án này á thì theo tôi đánh giá là nó do là cái số cán bộ thoái hóa biến chất ở cấp trung ương là được do cái bọn là tình báo Hoa Nam nó mua chuộc, nó cài cắm vô để coi như là phá hoại là cái nền chính trị là của đảng, của nhà nước, để nó là nó phá nát cái nền tư pháp, nó gây mất lòng tin giữa là dân đối với đảng. Bởi vậy là bác Trọng có nói là hôm rồi nói là trong cái cuộc họp là phòng chống tham nhũng thì là bác kèm theo hai chữ là tiêu cực. Tiêu cực là những cán bộ đảng viên là tự chuyển hóa, tự chuyển biến tư tưởng, thành ra là nó mới là dẫn đến là cái tham nhũng, rồi là từ cái tham nhũng rồi nó dẫn đến là cái là tạo ra mất lòng tin của dân. Mà cái lòng tin của dân đã mất rồi thì là chế độ là sẽ bị mất. Bởi vậy là bác Trọng là có nói là cái tham nhũng tiền mất là có thể kiếm được, nhưng con người thì là mất đi là kiếm không được. Và đồng thời do cái lòng tin mà người dân mà đã là mất đi đối với đảng thì là cái chế độ mất đi là cũng là khó lấy lại được. Đó, thành ra là bác có nói là cái vụ án này là phải là đề nghị là phải giải quyết coi như là cho là sớm, giải quyết làm sao mà để là lấy lại lòng tin của dân. Đó thì tôi có ý kiến như đó, thì bây giờ mời các đồng chí khác là ý kiến đi. Dạ, con cảm ơn chú. Bây giờ vừa anh Việt Hùng vừa mới có ý kiến ấy, tôi mới lại nảy sinh ra một cái ý tưởng như thế này. Tôi đề nghị chỗ anh Trần Hồng Phong, luật sư do công an muốn ấy, thì đề nghị anh tìm hiểu ngay cái chỗ cái con mẹ gì anh nhỉ, con mẹ cái gì Lan à? Ngọc Lan. Ở đấy, Ngọc Lan ấy, lôi nó ra, ai đứng đằng sau, ai đưa cho chị môi giới cái luật sư, ai đứng đằng sau để bảo chị là đến nhà cô Loan để đưa dìu dắt cô Loan đến để thuê luật sư viết.
Đấy, đấy là cái điều mà ta cần phải tìm hiểu rõ. Đánh cho tơi bời cái con mẹ này ra thì nó sẽ lòi ra cái đứa đứng đằng sau để nhờ con này đến môi giới và dẫn dắt cho bước đầu tiên là chị Loan chị nhờ đến cái luật sư Quyết. Đấy, thì ta phải tìm nó. Bây giờ thôi thì mình phải lần mò theo cái manh mối ấy thôi. Thế nhưng mà đề nghị chỗ luật sư Trần Hồng Phong là kiểm chứng ngay cái ý kiến của cái con mẹ Lan này này. Đấy, để làm ra cái vấn đề này mà cho nó sáng tỏ, mà cũng đề nghị luôn chỗ anh luật sư Trần Hồng Phong là anh có một cái sự thúc đẩy cho cái vụ án này đang họp quốc hội đấy, anh có trách nhiệm, có quyền, đã nói đến luật sư thì anh có quyền đề nghị với tất cả các cấp thực hiện theo đúng luật, đúng vào chủ trương và đúng cái điều luật của các anh đã thực hiện, thì có nghĩa là anh có cái trách nhiệm của anh phải có cái tư vấn về pháp luật cho bên bị cáo. Thì cái này là cái trách nhiệm của anh, thì anh phải tìm hiểu tất cả các cái hồ sơ và các những cái từ mà có trong cái điều luật tố tụng hình sự, anh ép cho cái bên điều tra Long An phải ra được vấn đề, chứ đi tìm vớ vẩn là nó không đúng với cái mục đích của chúng nó, rồi chúng nó làm loãng ra. Đấy, thì những cái điều mà bên luật sư các anh đã nắm, mà tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều luật sư rồi, cho nên là các anh có những cái các anh làm thì nó cũng có cái là tương đối là kín kẽ, thế nhưng mà cũng có những cái là các anh vẫn cứ để những cái sơ hở để cho cái kẻ mà nó muốn phá những cái nền tư pháp ấy nó vẫn còn lọt được vào trong những cái kẽ hở của các anh. Thì tôi đề nghị các anh là bây giờ đấy, nó tôi vừa mới thấy chỗ anh Hùng nói lên cái bài thơ đấy, là cái dì Lan đấy, cái chị dì Lan đấy, là có môi giới và có đưa chị Loan đến để đưa tiền. Đó. Để thuê cái luật sư Quyết ấy. Thì bây giờ tôi mới nói như thế này này, tất cả mình phải nắm bắt được những cái, đã là luật sư thì mình phải nắm bắt được những cái khía cạnh và cái thông tin của quần chúng ở các nơi bên cạnh thì nó mới ra được vấn đề. Chứ các anh cứ viết mãi rồi nó cũng hết mực. Thế mà không tìm được ra những cái nguyên lý và cái nguyên tố của cái vụ án ấy, thì chúng ta chỉ có như là ném đá xuống ao bèo. Đấy, nó không được mang được cái tính chất là một cái lá đơn hay là một cái đề nghị của các anh, các kiến nghị của các anh. Thế bởi thế cho nên là hôm nay là tôi đề nghị chỗ anh Trần Hồng Phong luật sư đưa ra những cái ý kiến thật sắc đáng, và đề nghị anh kiểm chứng ngay cái chỗ cái chị cái dì Lan đấy, đề nghị anh bám sát luôn vào cái chỗ cái chị Ngọc Lan này này, là ai là cái người giới thiệu chị đến chỗ chị Loan để bảo chị Loan ra gặp luật sư Quyết. Đấy, và đưa tiền cho luật sư Quyết để luật sư Quyết dúng tay vào cái việc này, thì hai cái này nó sẽ ràng buộc với nhau và nó sẽ ra được các cái mối thắt, các cái nút thắt mà ngay lập tức là nó sẽ ra được ngay. Chứ còn bây giờ lại để con mụ Lan này nó nhởn nhơ bên ngoài, nó cười, nó bảo là đấy cái luật sư đấy đã vào rồi, mà bây giờ lại luật sư Trần Hồng Phong, chính ra là các anh phải túm bắt ngay từ đầu
để làm ra cái vấn đề này thì các anh phải có một cái dẫn dắt, có một cái sự thật là đi sâu vào cái chương trình và làm ra những cái gì mà cái khía cạnh của cái góc khuất nó còn đang khuất tầm nhìn của mình, thì mình phải đi sâu vào cái vấn đề đó. Đấy. Chứ còn anh làm những cái đơn từ rồi những cái đơn kiện này khác thì tôi không chê trách gì. Thế nhưng mà mình hãng còn đang bỏ lọt cái nghi phạm về về môi giới, cái nghi phạm về dẫn dắt và để mà bảo kê cho cái bọn nó đang có những cái rất lộng hành, thì anh phải nắm chắc và đi sâu vào. Vì cái thứ túng con mụ lan này thì nó sẽ lòi ra cái đứa là sai khiến con mụ lan này đi đến chỗ nhà chị Loan. Đấy. Tú ngay con mụ này là vì con mụ này nó đi đến chỗ nhà chị Loan ngay từ đầu. Thì đương nhiên là phải có một cái đứa đứng đằng sau để thúc đẩy con mụ lan này. Đấy. Để tìm ra cái manh mối này thì bây giờ nó ngon nhất là chỉ có đề nghị anh luật sư Trần Hồng Quang này đi đến ngay chỗ nhà cái con mẹ Lan này, làm cho nó ra vấn đề. Thế và cùng cộng đồng nó sẽ ra cái người đứng đằng sau, thì nó sẽ ra được cái là hợp đồng với nhau như thế nào trong những cái lĩnh vực đưa chị Loan này đến gặp luật sư Quyết. Đấy, thì nó ra ngay. Chứ còn bây giờ mình cứ vẩn vơ như bướm vẩn hoa bên ngoài thì nó không đi đến cái mục đích của mình được. Đấy, và cũng là để nhanh gọn cho cái hồ sơ nó có một cái trình tiết mới, thì tôi đề nghị những chỗ anh Trần Hồng Phong, anh kiểm chứng ngay cái chỗ con mẹ Lan này và ép con mẹ Lan này phải nói ra cái kẻ đứng đằng sau. Mà nếu không thì đề nghị là phải truy tố luôn con mẹ này là môi giới cho kẻ giết người, bao bịt cho kẻ giết người. Đấy, mình phải nâng cái tầm quan trọng lên. Đấy, chứ không tầm quan trọng lên, không nâng quan điểm lên thì đương nhiên là nó ngồi nó cười, mà các anh vẫn cứ phải hao tốn bút mực, đấy, bút giấy. Bởi thế cho nên là đây là cái ý tưởng để mà tìm ra những cái vấn đề. Thế còn tất cả hôm nay thì tôi hỏi chỗ anh Vương Đình Huệ này, chỗ anh Lê Minh Ký này và chỗ chị Lê Thị Nga này. Các anh các chị biết hết được cái trình tự của các cái bút lục và các cái hồ sơ nó đã sai trái như thế. Thì đề nghị mới bên chỗ anh Dương Đình Huệ và chỗ chị Lan, ta khẩn trương mời anh Nguyễn Hòa Bình ra trực tiếp và các anh đủ điều kiện để chất vấn anh Nguyễn Hòa Bình căn cứ vào cái điều nào những cái bút lục này nó đã sai như thế này và nó đã có những cái tình tiết không hợp lệ với anh là người chánh án, thì đương nhiên đề nghị anh giải trình và có một cái biên bản giải trình, có một cái tờ để anh giải trình những cái ý kiến của anh ra, và sau khi đó đề nghị chỗ anh Lê Minh Ký và chị Lê Thị Nga và chỗ anh Vương Đình Huệ ta có một cái cuộc họp công bố rõ ràng. Và công bố đây là phải công bố là phải có đài báo để cho rõ ràng, thì đấy mới là cái bước đầu tiên để cho chúng ta đi vào cái mục đích giải quyết phương án cụ thể, đi sâu vào những cái gì có cái chương trình, những cái gì có cái dẫn dắt, những cái gì có cái lập luận thì ta phải đưa ra để bàn và cùng cộng đồng quần chúng nhân dân, tất cả các ban ngành, cựu chiến binh, hội thanh niên, hội luật sư
đấy, để ta cùng bàn và tìm ra những cái gì nó có một cái cụ thể và chính xác nhất. Đấy là cái ý kiến thứ hai. Còn ý kiến thứ ba thì bây giờ nó như thế này. Tôi hỏi anh Nguyễn Hòa Bình, anh có xem và có đọc và có thực tế để giải quyết cái kháng nghị của anh Lê Minh Trí thì đương nhiên là anh biết. Thì bây giờ tôi yêu cầu anh cũng khẩn trương để trả lời những cái điều sai, và ở trong cái chỗ của anh Trí, tại sao anh lại kháng nghị cái 17 điểm mờ này để anh ra cái quyết định 05. Đấy, tôi đề nghị chỗ anh Hòa Bình như thế, anh phải khẩn trương ra cái như thế, và kết hợp luôn vào cái buổi mà anh gặp chỗ anh Lê Minh Trí và chị Lê Thị Nga và chỗ anh Vương Đình Huệ, để ông cũng có một cái thông báo rõ ràng là tôi kháng nghị cái điều này, tôi kháng nghị cái kia, tôi kháng nghị cái bên phải, cái bên trái hay cái trên đầu của anh nó như thế nào, anh cũng cho biết rõ. Và cũng là có cả họp báo và bên chỗ luật sư nắm bắt rõ cái tình hình để nó nhẹ bớt cái tội của anh đi. Chứ còn nếu như là anh cứ bao biện, anh vào đấy thì cái trách nhiệm của anh nó lớn như thế rồi, anh đã vào cả bộ chính trị nha, anh đang là một cái chánh án tòa án nhân dân tối cao, anh vào được cả bộ chính trị thì đương nhiên nếu như mà kỷ luật đảng thì anh chịu trách nhiệm trước đảng như thế nào thì anh biết rồi, anh có câu thề trước lá cờ của đảng, anh có cái câu anh thề trước hiến pháp như thế nào thì cái trách nhiệm đấy nó càng đè nặng lên đầu của anh bấy nhiêu, thì đương nhiên anh phải thấy được cái tội trạng của anh nó lớn như thế nào, nó to như thế nào, thì đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm. Thì bây giờ đấy, qua những cái ý kiến của tôi đóng góp cho anh như thế, cái còn bên dưới của anh là cái cánh tay phải tay trái của anh là Nguyễn Trí Tuệ đấy, và anh kết hợp cùng với anh Tô Ân Sô nói rõ ràng là những cái câu anh phát biểu để mang cái hàm ý gì, mang cái tính chất như thế nào, anh phải khai báo trung thực. Còn chúng tôi đã nắm được hết những cái gì mà nó đã có ở trong những cái bút lục và hồ sơ, thì lúc bấy giờ ta ngồi để đấu tranh cho nó phân biệt rõ, còn ai đứng đằng sau, ai là người phe cánh, ai chống lưng thì nó sẽ ra. Anh phải nhìn lại cả một cái quá trình của anh Nguyễn Đức Trung đấy nha, anh nhìn lại cả cái quá trình của anh Nguyễn Đức Trung đấy. Chứ còn anh cứ nghĩ xem anh Nguyễn Đức Trung lên chủ tịch Hà Nội được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà dính luôn vào, thì anh phải nên nhớ là cái khòng lọng nó đang thắt gần xít nút vào cổ anh rồi, thì anh phải trung thực khai báo tất cả những cái điều mà anh đã nắm được, những cái gì anh đã biết, anh đã được học, anh đã có bằng, thì tôi đề nghị anh nói cho nó chuẩn, chứ đừng để quần chúng nhân dân, cộng đồng cựu chiến binh bức xúc. Đấy. Thế mà chúng tôi bức xúc thì các anh biết, các anh thì không qua chiến đấu, không qua được những cái gì mà kham khổ nhất chúng tôi đã chịu gánh, mà khi chúng tôi bức xúc lên thì xin nói với anh là như thế này, chúng tôi chỉ có một khẩu lệnh đánh và đập đấy, chúng tôi chỉ đúng có hai cái khẩu lệnh đánh và đập, kể cả bằng cách nào chúng tôi cũng phải đánh tan, đập tan quân thù. Anh nên nhớ cái hai cái khẩu lệnh của cựu chiến binh chúng tôi, nó là như vậy. Đánh và đập, đánh cho thắng, đập cho tan. Đấy là hai cái khẩu lệnh của cựu chiến binh.
không bao giờ chúng tôi quên được những cái khẩu lệnh như thế này. Thì đề nghị với anh, bởi hôm nay là chúng tôi, hôm nay tôi nói là rất là nhã nhặn quần chúng đóng góp cho anh để anh thấy rõ được những cái gì anh đang bị o ép hay đang bị như thế nào đấy, thì chắc chắn anh phải khai báo ra đấy. Chứ còn chúng tôi kiện binh chúng tôi không chịu đâu đấy. Riêng về bên kiếp kiện binh là tôi sẽ có một cái câu như thế. Tôi còn hai nữa là bây giờ nó như thế này, lấy cái câu nói của bác Trọng làm cái hiệu triệu cho anh thăng tiến hay rớt, thì cái này là do anh phải nghĩ, cái đầu anh phải động não lên nha. Con cua cậy càng, con cá cậy vây, thì bây giờ anh đang là một cái thanh kiếm chặt vây và chặt càng của con cua là cũng do anh. Thế thì anh phải tìm cách như thế nào để chặt vây cá và chặt càng cua nhá. Còn cái cành sâu thì theo như tôi hiểu ý của bác Trọng là cành sâu phải cắt bỏ. Thì cành sâu cắt bỏ bây giờ phải đánh luôn cả cái gốc cây, bỏ cái cây sâu đi, cây nó đã bị hư, đã bị bệnh đấy, bỏ đi để dòng cây khác vào cho nó phát triển xanh hơn và tốt hơn. Thì đấy, hôm nay là tôi cũng qua những cái buổi quả đàm mà tôi cũng đã có bức xúc, cũng có, đã có nhã nhặn, đã có những cái để mà phân tích, đã có những cái để mà tìm hiểu, và cũng nói cho các anh hiểu rõ như thế để các anh thấy được cái tầm quan trọng của các anh. Các anh phải nghĩ là đầu óc của các anh bây giờ phải nghĩ được là cái tầm quan trọng của các anh ngồi trong cái ghế như thế, nắm bắt cái vị trí như thế, thì cái trách nhiệm của các anh càng nặng, càng cao. Bởi thế cho nên là hôm nay tôi có một cái ý kiến như thế để đóng góp cho các anh thấy rõ được vấn đề. Và tôi câu cuối cùng tôi khuyên anh là nếu anh không làm được, lập tức anh làm đơn xin từ chức. Đấy nó là một cái văn hóa cho cả cái quá trình cuộc đời cống hiến của anh. Còn nếu như không, mà anh cố tình níu kéo, cố tình theo đuổi, thì đương nhiên anh phải chịu hậu quả nó nặng nề đến mức độ nào thì đầu óc anh phải nghĩ rồi. Đấy, thì hôm nay qua đây thì tất cả các anh em đóng góp ý kiến thì tôi cũng lên để mà nôi tất cả những cái gì nêu lên và dẫn dắt ra những cái gì nó còn đang khúc mắc, còn đang vướng mắc, thì đề nghị với các anh giải quyết cho nên sớm và tha ngay thằng chó hồi loạn. Khi anh ra cái quyết định hủy cái quyết định 05 thì đương nhiên là hủy được cái quyết định 05 thì anh tha được thằng chó hồi loạn. Chứ còn tôi biết là cái quyết định 05 của anh bây giờ hẳn còn đang có hiệu lực, chứ chưa phải là hết hiệu lực, hẳn còn đang có hiệu lực. Thì đang có hiệu lực như thế nào thì anh biết rồi, thì anh hủy cái quyết định 05 đi để thả thằng cháu hồi như hẳn. Vô cùng tất cả mọi người biết, tất cả một cộng đồng biết, tất cả mọi ban ngành đều biết. Cái cuối cùng tôi yêu cầu bên ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực khẩn trương vào cuộc để làm nhanh chóng cho nó xong cái vụ này, là cái vụ điển hình của đất nước Việt Nam. Cái vụ này là cái vụ kéo dài nhất trong cả một cái thập kỷ mà tôi đã biết, đã sống, đã làm việc, đã đóng góp cho tất cả mọi tầng lớp con cháu sau này. Thì xin các anh phải nghe cái lời hiệu triệu của ông Trọng mà thực hiện. Đấy, chú xin hết ý kiến đấy. Dạ, con cảm ơn chú. Là tôi là đề nghị là gia đình bà Loan là nói với luật sư Trần Hồng Phong
là bây giờ là không còn cái vụ mà kêu oan, mà là luật sư Trần Hồng Phong là cứ dẫn dắt là gia đình mà đi là kêu oan lòng vòng để kéo dài thời gian, là không có một cái lý do gì mà luật sư Trần Hồng Phong mà dẫn dắt cái chuyện này nữa. Thì bây giờ là luật sư Trần Hồng Phong phải làm đơn giúp cho gia đình bà Loan, là cái lá đơn, cái thứ nhất là lá đơn đòi con, cái lá đơn thứ hai là lá đơn là khởi kiện ban chuyên án Long An về cái tội là bắt người là trái pháp luật. Còn là tôi là đề nghị là ông Lê Minh Trí, viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, là chỉ đạo cho vụ 7 cử người vô Long An là câu lưu ngay cái con mụ Ngọc Lan, là hồi cái thời mà năm 2008 á, là làm ở là Sở Tài chính Long An á, là câu lưu mụ Ngọc Lan này về để điều tra là ai là dẫn dắt, ai xúi dục để làm cò mồi là để mà hại gia đình bà Loan. Đó, thì là tôi bổ sung đó. Dạ, con cảm ơn chú. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung tiếp theo của cuộc tọa đàm hôm nay ở video sau. Xin cảm ơn các chú cựu chiến binh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các chú cựu chiến binh cùng quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều bình an và thân tâm thường an lạc.